Anh em cần hạnh phúc và tiếng chim này mà không bị tiền nhạt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã bán qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, đã về lãnh cũng rất là ok. Bỏ ấm cánh rè và bạn cắt các loại tiếng chim di cư mới theo năm tháng. Anh em xem qua clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh sang các bạn, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, đã về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra Thuận chuyên nhận cắt, ghép, chỉnh sửa lọc vỏ ấm cánh rè và bạn tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn sàng đăng ký kênh.